Ngày 6 tháng 10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã đến thăm và giao lưu với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 16. Thông qua hoạt động tham quan phòng truyền thống, các bạn thanh niên Trung Quốc đã được tìm hiểu về chặng đường 70 năm gây dựng và phát triển của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như những lần hợp tác của trường với các đại học lớn của Trung Quốc. Cũng trong khuôn khổ buổi giao lưu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, Phó hiệu trưởng nhà trường đã có buổi gặp gỡ với các đại biểu thanh niên đến từ Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước chưa bao giờ phát triển tốt đẹp như hiện nay, và chúng ta cần phải nhìn cái quan hệ đó từ góc độ gọi là đại cục. Cảm ơn tất cả các bạn hãy đến với chúng tôi và hãy hợp tác với chúng tôi vì một cái tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, vì hòa bình cũng như là ổn định của khu vực, cũng như là vì chính tất cả các bạn. Buổi giao lưu là cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc nói chung và quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các trường đại học của Trung Quốc nói riêng.